À, tiếp tục qua việc anh chị ơi, ngang 6 mét đã đủ mê chưa quý chị? À, lô đất giá rẻ, ngang 6 mét xây tự do, làm kho xưởng được luôn, xây biệt thự, xây nhà vườn, không phải chê quý chị nhá. Ngày hôm nay em Hải tiếp tục ghi hình cho anh chị mình lô đất phía sau lưng em Hải đây. Ngang 6 mét và xây tự do, đây là thành phố Di An, nằm trong khu dân cư hẳn hoi quý chị nhá. Đường này thông bàn cờ, thông hai đầu, 15 mét tổng con đường này. Đó, thì cũng chia sẻ với anh chị mình luôn. À, lô này trên thị trường là rẻ và trên thị trường là không có nhiều quý chị nha. Tại vì ngang 6 mét là không có đâu quý chị ơi. Những cái lô kiểu như thế này tụi em thường thường review xong là sẽ bán liền quý chị ạ. Tại vì giá này nó rất là rẻ quý chị nha. Đấy, thì em sẽ quay thực tế để cho toàn thể anh chị tham khảo. Anh chị nhớ đăng ký kênh nha, kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản nha. Và em Hải chỉ review sổ Hồng riêng thôi, không review sổ chung đâu. Xe tải đâu quý chị. Đường xe tải hẳn hoi luôn nha, ra vào thoải mái luôn quý chị nha. Tại vì quay nó phải thực tế quý chị nha. Xe tải đây, một chiếc xe tải đang di chuyển đây. Quý chị tưởng tượng cái con đường này đi. Đó, rộng chưa? Rất rộng luôn. Ở đây hàng xóm nói là container vào được luôn anh chị nha. Anh chị phải nên xuống đây hỏi. Còn thông tin em Hải đưa là em đã hỏi và đã kiểm chứng hết rồi quý chị nha. Xe tải đây. Đó, rất là ok quý chị ha. Ra vào thoải mái, tại vì đây là khu tái định cư. Đó, thì em quay xung quanh đó, người ta làm kho xưởng á. Cái này nếu mà anh chị làm kho xưởng là đẹp luôn đó quý chị nha. Đó, người ta làm kho xưởng quá trời đó quý chị thấy không? Đây, đây, đây. Đó, bên đây người ta làm sắt thép đồ các kiểu này. Đó, bên đó làm kho xưởng đó quý chị thấy chưa? Nhà dân ở đây thấy chưa? Đấy, nói chung là xây tự do nên được cái mình làm gì cũng được quý chị. Đây có cây xoài trái quá trời luôn. Lô đất em Hải mang tới cho anh chị mình đây. À, tất cả bất động sản em Hải review đều có một điểm chung, thứ nhất là sổ hồng riêng và sang tên có hỗ trợ ngân hàng. À, ngân hàng bây giờ chỉ có 6% một năm anh chị nha. Thì đây là một cái thời điểm mà em thấy là quá là hợp lý để cho anh chị mình sở hữu bất động sản và mua bất động sản. Thời điểm này mua đầu tư, mua ở, mua làm gì cũng được anh chị, tại vì với mức giá rẻ như thế này thì mua làm gì cũng được. Lô đất này là ngang 6m anh chị nha. Tổng là 151m2. Đấy, thì nếu mà ngang 6 là dài 26 quý chị ha, dài 26 tại vì 151m mà. Và điều đặc biệt là thổ cư hết, thổ cư 100% quý chị nha. Đây không có lộ giới quý chị nha. Thổ cư hết 100% luôn quý chị nha. À, anh chị nào mua là đi công chứng và sang tên luôn. Đấy. Lô đất nằm giữa hai căn nhà, hai bên đã xây và ở đây người ta có làm cái nền lên rồi, rất là đẹp luôn, sạch sẽ quý chị nha. Nhìn rất là sạch sẽ khang trang ha. À, anh chị ơi, à, lô đất này để dễ hình dung là gần với khu du lịch Hố Làng, à, gần với đường liên huyện, gần với đường Nguyễn Thị Tươi quý chị nha. Đó, và chỗ này á, là rất thuận tiện để di chuyển về vòng xoay An Phú, ngã 6 An Phú, khu công nghiệp V-Ship 1. À, mặc dù đây là thành phố Di An, đây là phường Tân Bình, thành phố Di An. Thông tin em Hải đưa đúng đủ chính xác minh bạch công khai. Anh chị cứ xem hết video là anh chị sẽ biết đất ở đâu, giá như thế nào và thế đất như thế nào, ngang dài diện tích bao nhiêu ha. Tại vì thông tin em Hải đưa là phải đầy đủ hết anh chị nha. Đúng đủ chính xác minh bạch công khai. Đó, xe tải đang đi đâu quý chị thấy chưa? Lô này ngang 6 và dài 26 là vuông góc và đẹp quý anh chị nha. Sổ hồng riêng và thổ cư hết. À, lô này thì chính chủ đang kêu bán là 2 tỷ 820 triệu, giá này còn bớt anh chị nha, giá còn bớt. Cái vấn đề quan trọng nhất là anh chị thấy có phù hợp hay không. Đấy, thì phù hợp, khi đã phù hợp rồi thì anh chị mình có thể là thương lượng chính chủ, gặp trực tiếp chủ, hoặc có thể muốn như thế nào cứ nói với em Hải, em Hải sẽ làm việc chính chủ cho anh chị mình. Còn lô đất em Hải gửi tới anh chị mình là em nói với anh chị rồi, thế đất ngang 6 đẹp, đường thông, khu dân cư và xây tự do thì sẽ phù hợp cho anh chị nào mà mình cần một lô đất giá rẻ để mình xây tự do, và phù hợp cho anh chị mình có thể làm một cái kho, một cái xưởng gì đó ha. Hoặc là anh chị mong muốn xây một căn nhà mà theo sở thích của mình, không phải xây theo quy hoạch, thì đây quý anh chị nha, chỗ này là được cái xây tự do thoải mái đó, quý anh chị thấy chưa? Anh chị mình cảm nhận cái khu này đi, rất đẹp, rất đẹp luôn quý anh chị nha. Đó, thấy chưa? Đó. Đường này thông bần cờ, thông hai đầu, 15 mét tổng con đường này anh chị nha, 15 mét tổng em tính cả lòng đường rồi vỉa hè đồ luôn quý chị nha. Lô đất mình đây nha. Đó, lô đất mình đây quý chị ha. Đó, kế bên hai căn nhà đã xây rồi quý chị nha. Đường này thì đường thông bần cờ, thông hai đầu trong khu dân cư, trong nội bộ. Hôm trước ở trong đây em có cái kho với lô đất, em cũng quay lên đâu đó 1-2 hôm là bên em cũng bán rồi anh chị nha. Đấy, thì ngày hôm nay tiếp tục lại xuất hiện ra một lô đất đẹp nữa thì em vẫn phải quay phim để cho những anh chị nào mà chưa xem được, chưa biết được thì anh chị xem qua video này anh chị sẽ biết ha. Anh chị nhớ đăng ký kênh của em Hải nha, kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản nha, chuyên review nhà đất thành phố Di An và Thuận An, và review sổ chung, review sổ riêng nha, review sổ riêng. Em chỉ bán sổ riêng không bán sổ chung anh chị yên tâm ha. Đó, thì anh chị nên đăng ký kênh để theo dõi. Những anh chị đăng ký thì video em lên là anh chị sẽ biết được ngay đầu tiên ha. Đó, rất cảm ơn toàn thể quý anh chị đã đón xem video. Đó, 2 tỷ 820 triệu thương lượng ha. Anh chị nào thấy phù hợp vào việc. Rồi, em xin cảm ơn toàn thể quý anh chị. Hẹn gặp anh chị trong các video mới, những video tiếp theo. Em xin chào.